Cái máy sấy này thì nó có cái lượng sẵn. Rồi nếu như các bạn sử dụng cái máy sấy mà có cái lượng bình thường thì các bạn sử dụng cái lượng tròn như thế này, các bạn cứ quạt lên thôi. Nó sẽ tiện cho bạn, nếu như sử dụng cái máy sấy này thì nó tiện. Và còn các bạn sử dụng cái thêm cái tay được cái giống như thế này là được. Cho mà nó bộ nó cái máy giống như thế này các bạn mới sấy được nha. Và các bạn sấy tốt nam á, các bạn đừng dùng nhiều to quá, đừng có nóng quá. Chứ để cho các bạn dùng nóng quá nó sẽ bị nó sẽ không có ăn nhiều, tóc nó sẽ không hồng. Cho nên các bạn sẽ sấy lạnh, sấy từ từ dần lên, cái độ ấm nhẹ dần nó sẽ mới đi lên được. Các bạn cứ việc sấy nào tự do. Dạ thầy ơi, cái máy mà thầy đang sử dụng là ở đâu bán thưa thầy? À, mọi người có liên hệ với chị Hằng nha. Cái 2 trong 1. Thường á, tóc nam á, các bạn muốn đẹp chứ không cần sử dụng cái cây đũa gì cả. Nhiều các bạn sử dụng cái tay mình nè. Cái tay mình vừa sấy vừa quà mà nó sẽ ra cái chớn. Từ những cái bàn tay mà đẹp nhất. Các bạn vừa sấy vừa dùng tay cào ép bằng. Mình chỉ dùng những đầu ngón tay là được không thầy? Dạ đúng ạ. Tay mình càng điêu luyện thì mình cái tóc nó sẽ càng mượt. Dạ. Bàn tay ba. Dạ, bàn tay ba là tên tất cả. Rồi, trường hợp cái này là các bạn mới sấy được phần chân tóc thôi. Rồi nếu như các bạn muốn cho cái máy nó được cong lên, nó đẩy lên thế này, bẻ cong lên, thì các bạn sẽ đặt cái máy như thế này, bẻ cong lên, đặt xuống, bẻ gập cong lên nha. Rồi khi các bạn đã xong rồi thì các bạn sẽ định hình lại coi là mình muốn sẽ chia 7-3 hoặc là máy 5-5 như thế nào thì bắt đầu các bạn mới định hình. Tóc nam thì các bạn chải cho căng đều chứ mà đừng có để bị thủng, cũng như là các bạn bị thủng thủng hở kẽ như thế này thì là không đẹp, cho nên là phải cầm căng đều, nhất là cái phần kia là phần mặt tiền như thế này, cái những cái sợi keo này hoặc là những cái tóc con này, nếu như mà trường hợp tóc quá thì các bạn tóc con các bạn có thể để lại luôn, còn nếu như mà trường hợp có thể làm gọn được thì các bạn ép sát tóc con vào luôn nha. Cái đó là trường hợp tóc mất thôi các bạn mới có thể để tóc con.
Và khi nó ra được cái form như thế này, các bạn sẽ dùng cái snap á, cái watch, các bạn sẽ so lên tay, các bạn đánh ốc. Các bạn sẽ so lên tay nhiều như thế này nha. Nhìn như thế này. Hay gì thông thường thì các bạn cứ đưa cái tay vào vô. Vào vô thì nó lại dính keo vào trong cái phần cái chân tóc này thì nó bị bớt xuống. Cho nên là các bạn phải đánh thượng lên, đánh tóc thượng lên nha. Đánh như thế này. Các bạn đánh tóc tự do lên, không có vào, đánh ngược, đánh hắt lên để cho cái tóc nó đỏ bồng. Tóc chú rể thì các bạn cũng cần xe bút xốp rồi cho nó bay lên nha. Nó còn phải có điểm nhấn nữa. Và nếu như các bạn mà thích cái này nè, cái sợi tóc nhỏ là nó cong vô thì các bạn để cong vào, còn không thì các bạn cứ để cho nó tự nhiên thôi. Các bạn có lấy cái đuôi được á, các bạn không có lắm chảy nha. Các bạn có lấy cái đuôi được, các bạn gạt ra những cái sớ tóc thôi. Rồi xong, nếu mà ở bằng cái máy này các bạn thích cong nhiều, cong nhiều thì các bạn đưa nhiều vào. Rồi xong thì các bạn sẽ xịt keo lên từng sợi tóc lên. Các bạn sẽ dùng cái đuôi nhỏ ốc nè, các bạn xe cái đuôi cho nó mập ra. Xa xa một cái là mình làm điểm nhắm. Xe cái sợi tóc ra như thế này. Dạ thầy ơi,
tại thì bạn nam trên sân khấu rất là đẹp trai và tóc bồng bềnh, nhưng mà có một tình thực tế là trong quá trình đi làm thì có những bạn chú rể thì cái mái tóc cá tính hơn, ví dụ như tóc ngắn và chạy xuống thì em thấy ở đây có một bạn mẫu chuẩn bị xin phép được mời để làm mẫu được không thầy? Bạn nào? Dạ đây ạ. Đây là đây à. Dạ, tại vì em nghĩ đây là một kiểu tóc mà có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp rất là thường với các bạn chú rể. Dạ, tóc ngắn, tóc ngắn mái vú, dạ kiểu hơi út hận, đến giờ xong cái út hận, mũi tên út hận hơi dài. Các bạn cảm thấy khi mà mình điều chỉnh á, cái bàn khó như phía sau nè, cái chỗ nào nó mớt nó lép thì các bạn cứ dựng cái thấp lên để các bạn hút lên, hút lên như thế này. Thì các bạn thấy lúc ban đầu thì cái tóc của bạn này nó sẽ bị xẹp, nó rất là nhiều tóc. Nhưng mà bây giờ mình sẽ làm cái độ phồng lên. Dưới đây rất là nhiều chị khen bạn mẫu nam chú rể đẹp trai quá, chúc tôi xin phép tôi share Zalo của chú rể lên sân khấu ạ. Dạ không, em nói tiếng lòng của chị em phụ nữ thôi, mấy em xin ạ. Và khi các bạn làm xong, các bạn sẽ phủ keo, đều hết. Mình đã thực hiện xong cái phần tóc chú rể cho mọi người thấy nhé.